Thưa quý vị, cùng với việc kiểm soát dịch bệnh, hiện Đà Nẵng đã cho phép hơn 20 chợ truyền thống được hoạt động trở lại. Để tăng nguồn cung hàng hóa, thành phố cũng đang xem xét việc mở cửa trở lại hai chợ đầu mối Hòa Cường và Thủy sản Thọ Quang. Cùng với việc khôi phục hoạt động bán lẻ tại các chợ, đáp ứng nhu cầu của người dân, công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 tại các chợ cũng được đặt lên hàng đầu. Để đảm bảo giãn cách, các chợ chỉ được bán những mặt hàng thiết yếu, số lượng tiểu thương chỉ chiếm từ 30 đến 40% người mua bán đều tuân thủ nghiêm quy định 5K. Chợ mình là chợ truyền thống, bán là phải giữ bảo đảm để cho khách hàng vừa tới mua này, mà mình được giữ an toàn cho mình nè, cả gia đình của mình nè. Theo ghi nhận của phóng viên, các mặt hàng thịt, trứng da cầm tại các chợ khá dồi dào, song mặt hàng rau xanh và nhất là hải sản nguồn cung giảm sút. Theo nhiều tiểu thương, chợ đầu mối thủy sản Thọ Quang và chợ đầu mối Hòa Cường đã tạm dừng hoạt động trong gần 2 tháng qua để phòng chống dịch đã làm thiếu hụt nguồn cung hải sản và rau củ quả trên địa bàn thành phố. Để tăng nguồn cung hàng hóa, Sở Công Thương thành phố cho biết dự kiến mở lại chợ đầu mối Hòa Cường vào cuối tháng 9 này. Trong thời gian đầu mở bán, chợ chủ yếu trở thành đầu mối trung chuyển hàng hóa, chỉ mở lại khu bán hàng sĩ. Dự kiến chợ sẽ cho phép 10 hộ tham gia buôn bán, đồng thời tổ chức kiểm soát người ra vào, đảm bảo công tác phòng chống dịch. Thành phố cũng đang xem xét để sớm mở lại chợ đầu mối thủy sản Thọ Quang em cũng mong muốn là chợ đồ mới đang hoạt động trở là cho tụi em lấy hòn hóa để bón, còn đồ nhà quê thì trong cho cũng đã là cho để người dân họ đem bón vào vụ cho tụi em để buôn bán ở chợ. ở góc độ ban lý chợ cầu chúng tôi là hộ kinh doanh người ta cũng tha thiết mong muốn có cái nguồn hàng để bón, cho nên việc là thành phố có chủ trương mà mở lại cái chợ đồ mối và cường cũng như cái chợ thị trấn tậu quan thì bà con đó là đón nhận và rất là hoan nghênh. Hiện thành phố Đà Nẵng đánh giá tình hình dịch bệnh để cân nhắc nới lỏng thêm một số hoạt động, trong đó có hoạt động của các chợ truyền thống và các chợ đầu mối. Tuy nhiên, việc mở cửa trở lại các chợ không triển khai ồ ạt mà được xem xét kỹ các điều kiện đảm bảo phòng chống dịch, kể cả chợ ở vùng xanh. Sự cẩn trọng này là cần thiết nhằm tiếp tục kiểm soát dịch bệnh, nhằm bảo vệ thành quả công tác phòng chống dịch COVID-19 của thành phố.